chào các em. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong phần luyện thi TOEIC với Part 2, Questions and Responses. Ở trong phần này, chúng ta sẽ học các phương pháp và mẹo để các bạn có thể đạt được điểm số cao trong phần Part 2 này. Thì thực ra phần Part 2 này là sở đoản của tôi. Trong những cái lần thi của tôi thì thậm chí là cả những cái lần mà được điểm số rất cao thì chúng tôi cũng cảm thấy khá khó khăn trong việc chinh phục Patu. Lý do là cái sự tập trung cũng như là cái đề bài là nó tương đối thách thức đối với chúng ta. Vậy chúng ta hãy cố gắng làm sao để cái phần Patu này trở nên dễ dàng hơn và chúng ta có thể kiếm được nhiều điểm hơn nhé. Ở phần Patu này chúng ta sẽ có cái phần giới thiệu khá là ngắn, thế nhưng mà trước đó thì các bạn cũng sẽ có thời gian để gọi là chuẩn bị tinh thần trước khi Part 2 diễn ra. Ở phần Part 2 này các bạn biết là sẽ có một bài hội thoại, có người nói đúng không ạ, có hai người nói với nhau, cũng có câu hỏi và câu trả lời, nên có câu hỏi và ba đáp án trả lời. Chúng ta sẽ nghe xem là đáp án nào phù hợp nhất với cái câu hỏi đưa ra, và trong trường hợp đó thì chúng ta cũng không có trong đáp án, trong tờ answer sheet của chúng ta chỉ có vẻn vẹn chỉ có mỗi 30 câu hỏi, mỗi câu hỏi có ba đáp án ABC, ngoài ra không có thêm bất kỳ một gợi ý nào khác. Vì vậy cái thực ra cái khoảng thời gian duration trong part 2 này thì chúng ta chỉ có để đầu óc thư thái, hít thở sâu, có thể là nhìn sang bên cạnh xem là bên cạnh của chúng ta là một bạn nam hay một bạn nữ đúng không ạ? Hoàn toàn để cho đầu óc thực sự thoải mái để chúng ta bước vào phần part 2. Nhớ rằng khi bắt đầu rồi thì chúng ta phải thực sự tập trung, chúng ta mới có thể giải quyết được part 2 này. Đấy, còn nếu như sao lãng, nhìn sang bên cạnh, nhìn bên trái bên phải thì các bạn sẽ bị trượt đấy nhá. Trước tiên chúng ta đến với phần directions. Phần directions như sau. Các bạn hãy cùng lắng nghe directions như trong băng nhá. Part 2. Directions. You will hear a question or statement and three responses spoken in English. They will be spoken only one time and will not be printed in your test book. Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B, or C on your answer sheet. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nội dung hướng dẫn của cái bài này như thế nào. Theo như băng thì họ nói gì ạ? Trong cái phần của bài test này, bạn sẽ được nghe một câu hỏi và theo sau được 3 đáp án trả lời có thể xảy ra. Bạn chỉ được nghe câu hỏi và câu trả lời, các cái sự lựa chọn trả lời một lần duy nhất. Những câu hỏi và câu trả lời không được viết ở trong cái sách bài thi của bạn. Vì vậy, bạn cần phải nghe thật kỹ, hãy đánh dấu câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi vào trong tờ answer sheet của bạn đúng không ạ? Đấy là phần hướng dẫn. Thế thật ra thì chúng ta cũng biết phần hướng dẫn này rồi. Thì sau này chúng ta cũng không cần phải để ý đến cái audio đấy nữa. Đấy. Các bạn cố gắng làm sao để cho đầu óc rồi tinh thần đúng không? Đầu óc con tim thoải mái để chúng ta bước vào phần part 2 này. Hãy nhớ là trong mỗi một câu hỏi các bạn hãy cố gắng tập trung vào cái câu hỏi. Vì sau khi câu hỏi xong thì sẽ đến câu trả lời và bắt buộc là chúng ta phải hiểu câu hỏi họ nói gì thì chúng ta mới có thể lựa chọn được câu trả lời đúng không ạ? Chứ còn nếu như là chúng ta bị lỡ mất câu hỏi thì dù câu trả lời các bạn có nghe được, chúng ta cũng không biết câu trả lời nào là đúng. Trong một số trường hợp thì chúng ta cũng có thể là đoán, dùng trực giác để đoán xem câu trả lời là gì. Nhưng trên thực tế thì cứ cố gắng nghe được câu hỏi, chúng ta sẽ có cái xác suất trả lời đáp án đúng trong ba đáp án là cao hơn. Thế thì trong cái phần part 2 này, bởi vì cũng không có nhiều gợi ý, cho nên là họ đã giảm cái số lượng đáp án chỉ có gì ạ? Ba đáp án A, B hoặc là gì C thôi. Thế trong ba đáp án này thì lại có một đáp án đúng, còn hai đáp án thì chắc chắn là sẽ sai luôn. Nên chúng ta chỉ cần biết cái đáp án nào là phù hợp nhất với câu hỏi thì là chúng ta gì ạ? Khoanh vào đáp án đó. Ví dụ như một câu hỏi như sau. Bạn có thể nghe thấy một câu hỏi như thế này. When does the flight to Chicago leave? Và các bạn cũng có thể nghe thấy ba cái câu trả lời. Ví dụ như là A, from London. B, in 15 minutes. C, it left
Half an hour ago. Ở đây người ta hỏi là gì ạ? Cái chuyến bay tới Chicago thì thường là gì? Sẽ rời đi khi nào? Rời đi khi nào? Thì câu đáp án A của chúng ta là từ London. Từ London. Thì câu này cũng không phải. Đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là đáp án B, trong 15 phút nữa. Tức là chuyến tàu này thường sẽ bắt khởi hành sau 15 phút nữa. Còn câu C là nó đã rời đi cách đây nửa giờ. Thì ở đây không phải là câu hỏi quá khứ, đây là câu hỏi hiện tại thôi. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án B. Chẳng hạn như thế, thì đấy cũng là một câu mà chúng ta có thể gặp trong bài thi. Thế thì với một những cái câu như vậy, chúng ta sẽ phải nghe được ít nhất đó là cái từ để hỏi, đó là từ gì? Từ when. When là khi nào. Tiếp theo đó là when does the flight leave? Tức là chuyến bay này rời khi nào, đúng không ạ? Phải nghe được từ leave. Nếu không thì chúng ta thấy là sẽ rất là khó nếu như các bạn không nghe được cái câu hỏi người ta hỏi cái gì. Đấy, hãy cố gắng nghe các bạn nhé. Một câu hỏi thứ hai, chúng ta cũng có thể sử dụng cái khả năng của mình. Câu hỏi như sau. Bạn có thể nghe thấy câu hỏi như sau: Have you ever been to Malaysia before? Bạn cũng có thể nghe ba cái đáp án có thể như sau: A. No, never. B. Yes, he's been there twice. C. Is in Asia. Is in Asia. Thì các bạn thấy là câu hỏi người ta hỏi là bạn đã bao giờ đến Malaysia chưa? Đúng không ạ? Và câu trả lời là chưa, không bao giờ. Đúng không ạ? No, never. Thì câu này tuy là không hay lắm, một câu trả lời hay lắm, nhưng thực tế lại là câu trả lời cũng chấp nhận được cho với câu hỏi này, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thử xem là đáp án B và đáp án C như thế nào nhé. Câu B, yes, he's been there twice. Người ta đang hỏi bạn, đúng không ạ? Bạn đi Malaysia chưa? Câu trả lời là rồi, anh ấy đến Malaysia 2 lần rồi, đúng không ạ? Thì đúng là người gọi là dâu nọ cắm cằm bà kia, đúng không ạ? Câu C là it's in Asia, là nó lại ở gì? Châu Á. Người ta hỏi đến Malaysia chưa? Thì trả lời là gì? Nó ở châu Á. Thế thì đấy là gì ạ? Câu trả lời không hợp lý. Vì vậy chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng nhất cho câu hỏi này, đó là đáp án A, chưa, chưa bao giờ, đúng không ạ? Chưa, tôi chưa bao giờ đến đó cả. Chiến lược để các bạn làm phần part 2 này như sau. Trước hết, chúng ta cần phải tập trung hoàn toàn vào cái câu hỏi và câu trả lời trong CD. Lưu ý là tập trung hoàn toàn, 100%, 120% cũng được. 150% càng tốt, 200% thì càng tuyệt vời, đúng không ạ? Tuyệt đối là không có nhìn giám thị và không nhìn hai bạn xung quanh, không nhìn bút chì của AIG, được chưa ạ? Tập trung 100% vào các câu hỏi và các câu trả lời, bởi vì đặc biệt là câu hỏi, bởi vì khi mà câu hỏi đã xong rồi thì chúng ta lúc có muốn nghe lại cũng không được, mà có làm gì cũng không được, nghe ba đáp án thì cũng không thể chọn được, đúng không ạ? Ba đáp án hầu như là đều đúng về mặt ngữ pháp. Tất cả đều đúng về mặt ngữ pháp hết, chỉ khác về ý nghĩa thôi. Ý nghĩa nào phù hợp với câu hỏi thì đấy mới là cái chúng ta cần phải lựa chọn. Phương pháp thứ hai mà các bạn cần phải sử dụng trong phần part 2 này, đó là chúng ta phải xác định được cái loại câu hỏi. Loại câu hỏi, tức là khi câu hỏi bắt đầu được đọc lên, chúng ta cần phải xác định xem đó là loại câu hỏi gì. Chúng ta có các loại câu hỏi như sau. Một là câu hỏi từ were. WH questions. Câu hỏi về từ were có rất nhiều từ để hỏi bắt đầu bằng chữ were. Ví dụ như là gì ạ? What? What's your name? Tên của bạn là gì, đúng không ạ? Rồi where, rồi when, rồi why, vân vân. Tất cả những cái từ với were rất là nhiều. Rồi là từ hỏi với từ hát ấy, H questions. Ví dụ như là how. Và chúng ta biết là how thì còn đi với rất nhiều: how long, how much, how many, how far, how often, vân vân, rất là nhiều. Rồi chúng ta có thể gặp câu hỏi yes no question, tức là câu hỏi có hay là không. Ví dụ như câu vừa rồi chúng ta gặp là have you ever been to Malaysia before? Bạn đã từng đến Malaysia hay chưa? Thì đó cũng là câu hỏi có hay là không, đúng không ạ? Và câu trả lời là no, never, chưa. Chưa bao giờ đi cả, đúng không ạ? Đáp án, cái phương pháp thứ ba
khi chúng ta làm phần part 2 này, đó là khi mà các bạn nghe được đáp án, ba đáp án rồi á, thì chúng ta có thể là nghe dần từ A đến B đến C. Giả dụ như các bạn nghe đáp án A, các bạn thấy là đúng luôn, cảm giác là đúng luôn đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là đặt bút chì nhẹ nhẹ ở trên cái đáp án A đó, chuẩn bị tinh thần để khoanh đáp án A đúng không ạ? Nhưng mà cũng phải xem kỹ xem đáp án đó liệu là có đúng hay không, thì chúng ta cần phải nghe cả đáp án B và đáp án C nữa. Khi đáp án B được đọc lên thì các bạn có thể xác nhận là đáp án B đó là đúng hoặc là sai. Tức là nếu như cảm thấy nó đúng hơn thì chúng ta lại chuyển bút chì đặt sang chữ B đúng không ạ? Còn nếu như mà đáp án B không đúng, cảm giác là không đúng hoặc là sai luôn, thì chúng ta vẫn cứ để bút chì ở đáp án A đúng không ạ? Tiếp tục như thế với đáp án C. Nếu chúng ta cảm thấy đáp án C đúng hơn thì chúng ta lại chuyển bút chì sang tô vào đáp án C. Còn nếu như cảm giác là đáp án C đúng là sai rồi, nhận định ban đầu của chúng ta là đúng, thì chúng ta sẽ bắt đầu tô ở đáp án A. Như vậy, khi làm bài, các bạn cần tập trung lắng nghe. Mắt thì gì ạ? Có thể là nhìn vào ba đáp án ABC, hoặc là có thể không nhìn đâu cả, tập trung vào một khoảng vô định để giúp tai mình nghe được tốt hơn. Nhưng mà đồng thời tay thì chúng ta cần phải già vào những cái từ, vào những cái A, B hoặc C mà cảm giác là mình có khả năng làm những cái phần đó. Thực ra đối với bản thân tôi thì tôi hầu như rất là tập trung mạnh vào cái tờ giấy đó và không có nhìn đi đâu hết cả, hồi là chỉ có ngồi làm bài thôi và cũng chỉ tập trung vào cái phần bài đấy thôi. Ở phần part 2 là còn như vậy, chứ phần part 3 và part 4 chắc chắn là các bạn chỉ có dán mắt vào cái tờ bài thi thôi, chứ còn không nhìn đi đâu được nữa luôn, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cũng nhớ là cái cách đặt bút chì. Thế thì trong cái phần tô thì mình cũng nhắc thêm các bạn là khi tô thì chúng ta không cần tô mạnh, chúng ta chỉ cần tô nhẹ, nhưng mà miễn là bao phủ kín cái đáp án của chúng ta ở trong tờ answer sheet là các bạn sẽ được điểm được rồi, và cũng không phải lo lắng gì cả. Tô nhẹ thôi thì khi mà mình sai mình có thể xóa đi một cách dễ dàng đúng không ạ? Cho nên đừng cố gắng tô mạnh. Về với mức độ bao phủ thì nếu như các bạn tô hình tròn từ ngoài vào trong thì đấy là cái cách dễ nhất và nhanh nhất để chúng ta tô đáp án. Còn nếu như các bạn tô trên xuống dưới thì cái mức độ bao phủ nó sẽ khó được kín cái ô đó, đúng không ạ? Chúng ta tô hình tròn từ ngoài vào tâm đấy, và tô nhẹ thôi là chúng ta đã có thể có điểm rồi. Chiến lược thứ tư mà chúng ta cần nhớ tới trong phần part 2 này, đó là chúng ta hãy nhớ là chúng ta chỉ có 6 giây để suy nghĩ và điền câu hỏi, cũng như là để tô đáp án, quyết định câu trả lời rồi tô đáp án. Trong 6 giây đó thì chúng ta cần phải quyết định thật là rõ ràng. Thế trong lúc đó thì thực ra các bạn sẽ có một cái quyết định nhanh chóng, thực sự là nhanh chóng về câu trả lời này. Và nếu như các bạn không có quyết định nhanh chóng thì chúng ta cũng tô nhanh chóng một cái đáp án nào đó và chúng ta chuyển sang câu hỏi kế tiếp. Nếu như các bạn quá đam mê với một câu nào đó thì chưa chắc cái câu đó các bạn đã đúng, nhưng chúng ta lại cũng có thể là gì ạ? Lỡ mất cái câu hỏi tiếp theo, là bởi vì là câu hỏi tiếp theo chúng ta lại cũng rất cần phải nghe cái câu hỏi tiếp theo này. Thế cho nên là nghe được thì nghe mà không nghe được thì đừng, chứ chúng ta đừng có là gì cố nhớ xem nó là cái gì. Thế trong cái trường hợp này thì lời khuyên của tôi đối với các bạn cũng là chúng ta nghe nhiều hơn về cái dạng câu hỏi. Với cái dạng câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ thường là sẽ chọn đáp án như thế nào, cái câu trả lời sẽ thường như thế nào, và theo như đó thì chúng ta cũng tăng cái khả năng nghe, nghe nắm bắt ý thôi, nắm bắt ý thôi. Cái ý như vậy thì trả lời sẽ ý như vậy, và như thế là chúng ta sẽ làm được. Chúng ta có 3 loại câu hỏi, đó là loại câu hỏi gì ạ? WH hoặc là S questions như chúng ta vừa nói đúng không ạ? Loại câu hỏi thứ hai thì chúng ta có loại câu hỏi yes no questions, và thứ ba là chúng ta có những loại câu hỏi khác, ví dụ như là câu hỏi lựa chọn này, ví dụ như là câu hỏi lời mời này, rồi câu hỏi ở trong một câu hỏi khác chẳng hạn như vậy. Thì với những loại câu hỏi khác nhau chúng ta cũng phải luyện tập để nghe xem cái từ để hỏi như vậy thì câu trả lời sẽ là gì, và luyện tập làm sao mà chỉ cần nghe loáng thoáng chúng ta nghe thấy cái từ đó
là chúng ta có thể nghĩ ngay đến một cái đáp án có thể diễn ra. Các bạn luyện được kỹ năng đó thì chắc chắn các bạn không còn sợ gì cái phần part 2 này nữa cả. Ở câu hỏi WS question và S questions thì bây giờ chúng ta sẽ đến với các cái dạng câu hỏi. Với WS question và S question thì cũng có khá là nhiều các cái từ để hỏi khác nhau. Trước tiên đó là câu hỏi what với từ what. Câu hỏi với từ what thì đây là câu hỏi thể hiện là cái gì, đúng không ạ? Cái gì, hành động gì, tên gì, đúng không ạ? What. Cái thứ hai, chúng ta có thể hỏi mấy giờ, đó là từ what time. What time. Cái thứ ba, chúng ta có thể hỏi thời tiết. What's the weather like? Thời tiết như thế nào? Tiếp theo, chúng ta có thể hỏi là vấn đề diễn ra đó là vấn đề gì? Nên là what's the matter? What's the matter? Vấn đề là gì? Hoặc chúng ta cũng có thể là hỏi xem là đó là loại gì? Nên là what kind? What kind of shirt do you like? Bạn thích cái loại áo nào đấy? Đúng không ạ? Hoặc có thể là dùng từ what để mô tả hoặc đưa ra quan điểm gì đó. Bây giờ what do you think? What do you think of Miss Phương? Bạn nghĩ gì về Miss Phương? Chẳng hạn như thế, đúng không ạ? Hoặc là what anh ấy làm nghề gì? Là có mấy câu hỏi, mấy từ để hỏi. Ví dụ như là what do you do? Bạn làm nghề gì? What does he do? Anh ấy làm nghề gì? Hoặc là what's his job? Nghề nghiệp của anh ấy là nghề gì? Đấy. Thì chúng ta có rất là nhiều từ để hỏi như vậy. Rồi chúng ta có thể hỏi ai với từ gì ạ? Từ who. Từ who. Có thể hỏi khi nào với từ when. Hỏi ở đâu với từ where. Hỏi từ nào với từ which. Từ which là từ rất hay. Ví dụ có hai cái túi. Bạn thích cái túi nào hơn? Đúng không? Which bag do you like better? Bạn thích cái túi nào hơn? Hoặc là why, tại sao? Tại sao? Ví dụ như là tại sao bạn lại đến muộn đấy nhỉ? Why were you so late? Tại sao bạn lại đến muộn như thế? Rồi với từ whose là của ai? Các bạn nhớ là với từ whose chúng ta phải cộng thêm với lại một danh từ ngay sau từ whose. Ví dụ cái tóc này là của ai nhỉ? Đúng không ạ? Whose hair is it? Tóc này là của ai? Và chúng ta phải trả lời là Miss Phương's. Của gì ạ? Miss Phương. Thế là xong. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi và một số câu trả lời có thể đúng đối với các loại câu hỏi đó trong phần này. Câu hỏi đầu tiên với từ what. Ví dụ như có thể có một câu hỏi như sau. What's the problem? Vấn đề là gì, đúng không ạ? Và câu trả lời có thể là the coffee machine is broken. Tức là cái máy copy bị hỏng. Máy copy bị hỏng. Từ để hỏi tiếp theo có thể là what will the weather be like on the weekend? Và câu trả lời có thể là I think it's going to rain. Tôi nghĩ là trời có thể sẽ mưa. Thời tiết như thế nào? Tôi nghĩ trời có thể sẽ mưa. Đúng không? What time does meeting start? Buổi họp bắt đầu khi nào? Và câu trả lời có thể là it's scheduled for 1 o'clock. Từ schedule có nghĩa là lịch. Chúng ta cũng nên ghi lại từ này vào vở từ mới. What are you going to do tonight? Bạn sẽ làm gì tối nay? Và câu trả lời có thể là I'm going to the movies. Tôi sẽ đi xem phim. Đúng không? Rồi câu tiếp theo có thể là what type of car do you like? What type of car? What kind of car do you like? Bạn thích loại ô tô nào? Và câu trả lời có thể là sports cars are my favorite. Ô tô thể thao là cái ô tô yêu thích của tôi. Đó là cái sở thích của tôi. Đấy, rất nhiều cách trả lời đa dạng cho các câu trả lời này. Có thể một câu khác. What job does Michael do? Michael làm cái nghề nghiệp gì? Đúng không? Lại một câu hỏi khác nữa về nghề nghiệp. Câu trả lời có thể là he's a marketing manager. Anh ấy là một giám đốc marketing. Chúng ta đơn giản là có thể giới thiệu như vậy thôi. Hoặc có thể là his job is marketing. Hoặc là he does a marketing job. Vân vân, rất nhiều cách để hỏi và trả lời. Tiếp theo, có thể là what do you think of our new boss? Bạn nghĩ gì về người sếp mới của chúng ta? Câu trả lời có thể là she's very intelligent. Cô ấy rất thông minh. Rồi what's wrong with your arm? Your arm, tay của bạn. Có vấn đề gì đấy, đúng không ạ? What's wrong with your arm? Và câu trả lời có thể là I hurt it playing basketball.
tôi đã bị tổn thương khi mà chơi bóng rổ. Một câu nữa, what color are your baby's eyes? Là mắt của em bé của bạn thì là có màu gì đúng không ạ? Và câu trả lời là they are brown, chúng có màu nâu. Rồi, câu hỏi tiếp theo, what does Mr. Dias say about my report? Ông Dias nói gì về cái bản báo cáo của tôi? Ông nói rằng gì ạ? He said it was very accurate. Ông nói rằng nó khá là chính xác, đúng không ạ? Vậy là những câu hỏi như vậy thì câu trả lời có thể là như vậy. Chúng ta hãy tập quen dần với những câu hỏi và câu trả lời như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi mẫu của phần này. Ví dụ như các bạn có thể gặp một câu hỏi như sau. What time does the tour start? What time does the tour start? Và chúng ta có thể gặp ba đáp án. Đáp án thứ nhất là only 10 people are allowed. Only 10 people are allowed. Chỉ có 10 người được cho phép. Đáp án B là at 10 o'clock. At 10 o'clock. At 10 o'clock. Hoặc đáp án C, there isn't enough time to see everything. Đúng không ạ? Thì cái câu hỏi cho câu hỏi là cái tour này bắt đầu lúc mấy giờ? Thì đương nhiên đáp án đúng nhất của chúng ta sẽ là đáp án B, lúc 10 giờ. Đơn giản thế thôi. Chứ không phải là chỉ có 10 người đến được cho phép hoặc là không có đủ thời gian để xem mọi thứ. Đúng không ạ? Đáp án cứ đúng nhất là mấy giờ thì trả lời là gì ạ? 10 giờ. Thế là xong. Đúng không ạ? Câu hỏi thứ hai, chúng ta có thể gặp một câu hỏi như sau. What's the matter with this computer? What's the matter with this computer? Tức là vấn đề với cái máy tính này là gì, đúng không ạ? Đáp án đúng của chúng ta có thể là một trong ba đáp án sau. A, I don't own one. I don't own one. Đáp án B, yes, it's very powerful. Đáp án C là it's not plugged in. Theo các bạn thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào? Đáp án nào trong số ba đáp án này? Chúng ta thấy là đáp án thứ nhất là không hợp lý, đúng không ạ? Người ta hỏi là cái máy tính của bạn là có vấn đề gì? What's matter? Hoặc là what's wrong, đúng không ạ? Thì đáp án A của chúng ta là tôi không có cái nào. Không có cái nào cho nên là không hỏng được, đúng không ạ? Chúng ta không nên suy diễn quá nhiều như thế. Hay còn câu 2 là yes, it's very powerful. Nó rất là mạnh mẽ. Thế thì mạnh mẽ thì không phải là một vấn đề. Mạnh mẽ không phải là một vấn đề, đúng không ạ? Yếu mới là một vấn đề, còn mạnh mẽ không sao cả. Còn đáp án C của chúng ta là đáp án đúng. It's not plugged in. Tức là nó chưa được cắm vào. Tức là nó không có điện. Đấy. Thì đấy chính là cái đáp án đúng của chúng ta. Thế thì chúng ta cũng cố gắng sử dụng phương pháp loại suy. Ví dụ như chúng ta không nghe được thì phải loại ra A không phải, B không phải thì nó là C. A không phải, C không phải thì nó là B. Đúng không? B không phải, C không phải thì nó là A. Đơn giản như thế thôi. Chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ 3 nhé. Câu hỏi thứ ba của chúng ta như sau. What was the convention like? Tức là cái hội nghị thì như thế nào, đúng không ạ? What was the convention like? Đáp án A của chúng ta là it was very crowded. Đáp án B, I went yesterday. Đáp án C, it ends in 2 days. It ends in 2 days. Hey, chúng ta thấy là câu này là câu hỏi ở thì quá khứ. Cho nên không thể lựa chọn đáp án C, ends được. Đúng không? Còn đáp án B là I went yesterday thì không có hiểu là cái buổi họp nó như thế nào. What's the convention like? Thì cái từ like giống như kiểu là thời tiết như thế nào đấy. What's the weather like? What's the convention like? Cũng như vậy đấy, hội nghị như thế nào thì phải nói là nó rất là đông. Đúng không? Chúng ta có thể lựa chọn đáp án đúng là đáp án A. Đáp án A, it was very crowded. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các câu hỏi với từ để hỏi là eight questions. Lúc nãy chúng ta có WH questions đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có eight questions. Cái từ eight này thì thường hay xoay quanh từ how vì how được kết hợp với quá nhiều từ. How được kết hợp với quá nhiều từ. Ví dụ như là how long, how many, how much, how often, how far, vân vân, rất là nhiều. Thậm chí là how không cũng có, đúng không ạ? Ví dụ như là Miss Phương dạy thế nào? How does Miss Phương teach?
Câu trả lời có thể là cực kỳ hay chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy. Thế thì với từ edge questions chúng ta cũng sẽ gặp những cái từ như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu trước hết là để hỏi là từ gì các bạn ơi? Để hỏi chúng ta sẽ sử dụng từ how old. Để tuổi đúng không ạ? Chúng ta sử dụng từ how old. How old? How old are you? How old is he? How old are they? Từ thứ hai, chúng ta có thể hỏi về tần suất. Tần suất bao lâu một lần? Các bạn đi xem phim bao lâu một lần? Các bạn đi ăn cà phê bao lâu một lần? Đấy, chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi. Đó là từ how often. How often? Chúng ta cũng có thể hỏi về một khoảng thời gian bao lâu? Tiết học của chúng ta kéo dài trong bao lâu? Trong bao lâu? How long? Đó, how long? Chúng ta cũng có thể hỏi về khoảng cách. Khoảng cách chúng ta hỏi với từ how, how far. How far? Bao xa? Từ nhà bạn đến nhà bạn gái của bạn là bao xa? How far? Được chưa? Rồi chúng ta có thể sử dụng từ how big khi chúng ta muốn nói là về kích cỡ. To như nào? How big? To như nào? Nhà của bạn này, to như nào? How big is your house? Đúng không? Tiếp theo là có thể hỏi về chi phí giá cả, là dùng từ how much, đúng không ạ? How much? Bao nhiêu tiền? How much? Có thể là how much is your shirt? Hoặc là how much does your shirt cost cũng được, đúng không ạ? Chúng ta có thể hỏi là về phong cách, cách thức như thế nào? Ví dụ như là anh ấy nói tiếng Anh như thế nào? How does he speak English? Anh ấy nói tiếng Anh như thế nào? Câu trả lời có thể là anh ấy nói gì? Rất là hay. Hoặc có thể là anh ấy nói rất là chán. He speaks very well. Hoặc là he speaks very badly. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng từ how với từ going khi muốn nói là cái gì đó. Nó và khi hỏi về sức khỏe của ai đó thì chúng ta có thể dùng từ từ how, hoặc là muốn hỏi về tình hình dạo này thế nào đấy ạ, đúng không ạ? How are you? How are you going? Hoặc là how are you doing? Đấy là những cái từ để hỏi mang tính chất là dạo này thế nào, bạn đang như thế nào. Và một từ nữa khi mà chúng ta muốn có thể là muốn gợi ý ai đó làm gì thì chúng ta cũng có thể dùng từ how about. How about? What about? How about? Là những cái từ mà chúng ta có thể gợi ý. Hay là bây giờ chúng ta đi uống cà phê đi. How about drinking coffee now? Đúng không? Vậy thì các bạn cũng nên đi uống thêm một cốc cà phê để tỉnh táo hơn. Chúng ta sẽ bước vào các cái câu hỏi có thể diễn ra với từ edge questions. Một câu hỏi với how như sau. How's Liu doing? Liu là như nào, đúng không ạ? Câu trả lời có thể như sau. Very well. She just got promoted. Liu dạo này thế nào? Tốt lắm. Cô ấy vừa mới được thăng chức xong, đúng không ạ? Hoặc là câu thứ hai. How much was that car? Cái ô tô đó bao nhiêu tiền? Và câu trả lời có thể là more than I can afford. Nhiều hơn là cái khả năng tài chính của tôi, nhiều hơn cái khả năng chi trả của tôi. Câu số 3 có thể như sau. How far is the office from where you live? Tức là từ cái nơi bạn sống đến cơ quan của bạn là bao xa? Câu trả lời có thể là about 10 miles. About 10 miles. Khoảng 10 dặm. Đúng không? Câu hỏi tiếp theo có thể là How did Anne get to work today? Anne đi làm bằng phương tiện gì hôm nay? Từ how có thể chỉ cách thức hoặc có thể là để chỉ phương tiện. Bằng phương tiện gì? Và câu trả lời đó là She borrowed her brother's car. Cô ấy mượn ô tô của anh trai của cô ấy. Câu tiếp theo. How does Anomo like his new job? Anodon thích cái nghề nghiệp mới của anh ấy như thế nào? Và đáp án đúng của chúng ta là he's a little disappointed. Anh ấy hơi gì ạ? Hơi thất vọng. Hơi thất vọng. How about some herbal tea? Một ít trà thảo dược nhá. Uống không? Đúng không ạ? Và câu trả lời có thể là I love some. Thank you. Tôi muốn một ít. Cảm ơn nhá. Rồi, một câu nữa. How does Tomoko know how to get here? Tomoko có biết làm thế nào để đến được đây hay đến đây bằng cách nào đấy? Tomoko biết đến đây, cách đến đây bằng cách nào? Và câu trả lời có thể là I gave her directions. Tôi đã đưa cái sự hướng dẫn chỉ đường cho cô ấy. Một câu khác, how often do you get
job review, tức là bạn hay có một cái bản đánh giá công việc ấy, bao lâu một lần thì có một cái đánh giá như vậy. Và câu trả lời có thể là twice a year, hai lần một năm, cứ hai lần là lại gì ạ, đánh giá. Rồi câu tiếp theo, how many technicians are working in the lab, có bao nhiêu người thợ kỹ thuật đang làm việc ở trong cái phòng lab này, đúng không ạ? Các bạn nhớ là với từ how many, bao nhiêu ấy, thì chúng ta phải cộng ngay luôn với danh từ đếm được số nhiều ở ngay sau đó để chúng ta xác định là bao nhiêu cái gì rồi mới đến câu hỏi. Và câu trả lời là there are 12, có 12 người. Câu cuối cùng, how did you get this forklift to start? This forklift to start. Tức là bạn làm cho cái này khởi động như thế nào đấy? Và câu trả lời có thể là I charged the battery. Tôi sạc pin, chẳng hạn như vậy. Thì trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta đã nghiên cứu về Part 2. Các bạn đã hiểu hướng dẫn Part 2 là như thế nào, yêu cầu của người ta là gì. Chúng ta sẽ phải học những loại câu hỏi như thế nào. Và vừa rồi chúng ta đã hoàn thành đến loại câu hỏi WH questions và H questions. Trong tiết học tiếp theo, chúng ta sẽ